Chiều ngày 27 tháng 7, Đại tá Vương Trường Nam, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban chỉ đạo chuyên án cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm tại xã biên giới IRV, huyện Y Súp và của nạn nhân về đối tượng có hành vi lừa đảo dưới hình thức tuyển người làm việc nhẹ lương cao để lừa bán vào các cơ sở cà phê massage kích dục tại tỉnh Bình Dương. Đến ngày 25 tháng 7, lực lượng bắt được Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1992, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang lẫn trốn tại huyện Emerald, tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Văn Thương thừa nhận đã có hành vi lừa gạt, đưa đón, chuyển hai nạn nhân sinh năm 2008 và 2009, trú tại huyện Y Súp, tỉnh Đắk Lắk, để bán cho đối tượng khác chưa rõ danh tính ở tỉnh Bình Dương và nhận 1,9 triệu đồng.